vợ? Ôi chịu giờ, mẹ bắt em học làm kim chi nữa. Loay hoay chịu giờ, mệt quá. Thôi. Anh thấy chứ bộ, anh tính vô anh phụ em rồi, mà mẹ cứ canh chừng dữ quá, anh vô không có được. Ê, anh đoán nha, có khi nào mẹ giận cá chém thớt không? Mẹ giận ba, rồi mẹ chém em. Cái gì kỳ vậy? Anh đoán thôi mà. Nhưng mà tự nhiên giận ba chém em là sao? Dạ, anh hỏi thiệt nha. Nếu như một ngày nào đó anh có con riêng giống ba, thì em có làm khó làm dễ anh giống mẹ không? Không. Làm vậy á, mình còn khổ hơn người kia nữa. Nghĩ sao vậy? Hay gì ta? Nè, tính có con riêng hả? Hả? Có dự định rồi đúng không? Có dự định cho tương lai rồi đúng không? Không, đâu có. Em nói rồi nha, anh mà có con riêng một cái là em sẽ ký đơn ly dị một cái rẹt liền, không nhìn mặt nhau nữa. Nghĩ rồi. Anh chỉ ví dụ thôi chứ bộ, chứ em giữ như sư tử hành đông vậy đó. Ai mà dám. Biết vậy thì tốt. Biết rồi. Hay quá ta. Ủa, vui lắm hèn sao mà đem chuyện nó ra nói với nhau vậy? Hả? Dạ tụi con đâu có ý đó đâu mẹ. Ừ, thử đi, học đi, biết sao. Rảnh quá mà. Nè, thời gian á, tập trung vô đây nè. Dạ, gì nữa vậy mẹ? Cầm lên đi rồi mẹ nói. Con đó, tháo hai cái áo này ra cho mẹ, rồi đan lại y chang như vậy. Con tháo ra thì mới biết được cách đan như thế nào, mới hiểu được đan tỉ mỉ như thế nào, khéo léo như thế nào, nghe chưa? Trời ơi mẹ, cái tủ đồ em bé là phải mua mới chứ mà. Dạ dạ. Mua mới cái gì? Hồi xưa ba chị em con á, là một tay của mẹ thêu thùa mai giá rồi đan áo len cho tụi con mặc. Thương yêu con mình là phải làm như vậy. Mua cái gì mà mua? Hả? Đan thanh nghe chưa? Tháo ra cho mẹ rồi ngày mai đan lại. Không làm á mà đi sai chồng á là biết tay mẹ nghe chưa? Em cảm giác mẹ anh giống như bước ra từ chuyện cổ tích á. Trời, nghĩ sao mà mẹ nghĩ ra cái kế là tháo cái áo này ra xong rồi đan lại, làm sao biết làm hả? Thôi ráng đi, anh giúp em. Mẹ. Mẹ đúng là cao thủ tất cả các loại bún luôn á. Con thấy mẹ nấu cái bún gì cũng ngon, không ai nấu lại luôn á, đúng không vợ? Đúng rồi đó. Phải không đó? Sao lúc trước á có người á nắm tay nhau ra ngoài ăn sáng, không có chịu ăn ở nhà. Bước xuống phòng ăn là nói với tôi là ui cái mùi bún riêu khó chịu á, rồi bỏ đi. Mẹ, tại lúc đó con bị ngán mà mẹ. Chứ con nói thiệt nha, mẹ nấu bún là ngon nhất luôn á. Đúng rồi đó mẹ. Mẹ biết, miệng thì nói vậy thôi chứ trong bụng nghĩ sao ai biết được. Chiều nay đi làm về sớm á, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa xong rồi lo học đăng lên nha. Không nghe à? Dạ 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 mẹ. Nấu ăn ngon thì con nó khen, cái gì đâu nặng nề cho tụi nhỏ vậy. Em nói vậy đó, em cảm nhận sao em nói vậy đó ha, đâu có liên quan gì tới ai đâu. Ủa sao mà sao tôi ăn thấy không có ngon ta, ăn cái tô bữa nay nó kỳ kỳ sao á, không thích ăn nữa. Thôi mọi người ăn ngon cứ ăn nha. Sao mẹ không ăn bún vậy? Mấy đứa có chọc gì mẹ không? Dạ đâu có đâu bà. Đâu có gì đâu bà. Bà Châu này thiệt tình, ganh tị với mình hay sao á. Cái áo này mình mặc nó vừa dặn, nó nhã nhặn vậy mà bà kêu á, trời ơi bà mặc cái áo đầm gì mà màu sắc lè lè, nhí nhố như con dâu. Ôi, ngộ à. Thấy không được mà. Mình chọn đồ tinh tế gì mà sao kỳ. Mẹ mới đi làm về. Ờ à, con. Mẹ, con biết mẹ với bà nội thích ăn chè bên chỗ dì Hai con mua nè. Con bỏ đá vô mẹ ăn liền cho mát ha. Thôi thôi không cần đâu con. Sẵn tiện con mang qua nội, con với nội ăn đi. Rồi cái lời vô tiếng ra mình có thể nói xấu người khác sau lưng được nha con. Sao mẹ?
À, là mẹ không ăn giờ hả? Không ăn giờ thôi. À, lát nhà mình ăn cơm xong rồi mình lấy mình ăn tráng miệng ha. Thôi mẹ không cần ăn đâu. Ăn cái miệng nó ngọt ngào. Nhưng mà trong bụng á, đối xử kỳ lắm. Nói xấu sau lưng làm sao mà ai lường trước được. Ủa, à, mẹ. Hồi công nhận nha, bữa nay mày mặc cái đầm đẹp ghê á. Ờ, chứ không phải là nhận xét là màu mè lòe lẹt. Đi ra ngoài á, người ta cười cho. Có, con thấy cái đồ này trẻ trung mặc vô á, hợp với mẹ luôn á. Mẹ, mẹ có làm gì không con phụ chứ? À nè, con lặt rau xong rồi bắt canh lên nghe. Dạ. Với lại đồ để trong tủ lạnh đó con lấy ra. Cá nè, con chiên. À thôi kho đi. Còn gà con ướp lại cho vừa miệng nha, rồi con chiên ha. Dạ dạ dạ. Ừ. Chứ để người ta nói á là con dâu á ăn ở không không à, không có làm cái gì hết trơn á. Mẹ chồng á tối ngày đầu tắt mặt tối vô bếp hầu hạ con dâu như vậy không có được đâu nghe con. Ủa, không lẽ mình khen cái đầm là sai sao ta? Dạ 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 dạ. Vợ, dậy đi vợ, dậy đi vợ. Dậy xuống ăn. Vợ, dậy đi. Dậy xuống ăn sáng nè. Em nói là em mệt, không ăn uống gì hết á. Không phải, anh đã tìm hiểu được nguyên nhân, lý do tại sao mày hay khó chịu với em rồi. Thiệt hả? Nói liền. Em đâu có phải là làm cái chuyện lén lút sau lưng người khác như cha con của anh đâu, mà em phải sợ. Thôi được rồi, tất cả là lỗi của anh đã được chưa? Bây giờ con Đăng Thanh nó đang có bầu. Mà em nói lỡ nó có cái gì nó ảnh hưởng tới thai nhi, mà thai nhi của nó cũng là cháu mình chứ ai. Anh có biết là con Đăng Thanh nó đi nói với mẹ là em đối xử với thằng Phi Lân không tốt, cho nên á nó mới bỏ đi. Chỉ cần á nó chờ cơ hội á là nó đi thọc mạch với mẹ mình, nó nói xấu em vậy đó, anh coi được không? Chuyện sao thì cứ nói đi, từ từ rồi nói. Nó hết đi rồi anh nghe. Đây nè. Dạ con chào dì. Ừ. Khoan. Đi đâu vậy? Ở trong nhà, trong cửa. Chắc chắn là sẽ có những lúc không vừa ý nhau. Nhưng bây giờ có chuyện gì thì cùng nhau nói ra đi. Bây giờ sao? Không lẽ mỗi chút vậy rồi rời bỏ nhau mà đi hả? Hai dì cháu không có không nghĩ gì tới nhau hay sao vậy? Mẹ. Dạ thưa nội, con xin lỗi nội. Nhưng đó không phải là nhà của con. Đâu mẹ thấy chưa? Nhà của con là nơi có mẹ con. Con rời bỏ đó không có nghĩa là rời bỏ nhau đâu nội. Nội muốn nghe tất cả mọi chuyện. Dạ con xin lỗi, nhưng đó là chuyện của ba và dì. Thôi tới giờ con đi học rồi, con xin phép nội con đi. Con chào dì. Mẹ để nó đi đi, nó đi học mà. Quá ra là mẹ kêu con qua đây á là vì chuyện của một Phi Lân á hả mẹ? Trời ơi. Mẹ chỉ muốn là hai dì cháu gặp nhau rồi tâm sự với nhau. Ai ngờ đâu mà thằng nhỏ này nó cứng đầu quá vậy, không biết nữa. Mà con thấy cái chuyện này có cái gì đâu quan trọng. Cái chuyện nghiêm trọng như vậy mà con giấu mẹ, con giấu cho tới giờ này luôn đó hả? Ủa, mà sao mẹ biết vậy ta? Đứa nào nó thọc mạch cho mẹ biết hả? À, con Đăng Thanh chứ không ai hết. Nó qua nó mời mẹ ăn bún mọc, xong rồi nó nhiều chuyện nó kể cho mẹ nghe. Không phải nó nói, thằng Tôm nó nói, chứ ông Đăng Thanh nó không có nói tiếng nào hết trơn. Ủa, vậy hả? Vậy gì? Lúc nào cũng nghĩ là nó mét hết trơn với bà nội đó là sao con? Kỳ cục vậy con? Thật ra là con cũng muốn kể cho mẹ nghe, nhưng mà con để mẹ đi chùa về rồi con mới kể cho mẹ nghe. Con để cho tới lúc mà thằng Phi Lân nó dọn đồ nó đi khỏi nhà rồi lúc đó con mới kể hay sao? Mẹ ơi, tại vì con sợ mẹ lo lắng đó nên con không có dám kể. Chứ đâu có gì đâu. Mà cái con Đăng Thanh này nó kỳ thiệt luôn á. Nó dám xúi giục thằng Tôm đi qua đây kể cho bà nội nghe. Tức dễ sợ luôn, con cái rõ ràng. Trời đất ơi. Ủa? Vậy là cuối cùng là thằng Tôm nó đi nó nói chuyện với mẹ, chứ đâu phải là Đăng Thanh đâu. Chắc chắn là con Đăng Thanh rồi. Tại vì mẹ muốn che giấu tội lỗi cho nó nên mẹ mới đổ thừa cho thằng Tôm. Mà em nói thiệt nha, cho dù thằng Tôm nó có nói đi thì cũng do con vợ nó xúi giục nó nói như vậy. Đó, thấy chưa? Tại nhiều chuyện không à. Rồi để mẹ nghi ngờ em, mẹ khó chịu với em. Rồi bây giờ mẹ mà bắt em đăng lên á, chứ em chết luôn á, em không đàn đâu á.
Thôi anh biết rồi, anh xin lỗi. Thì để xíu nữa anh nhờ nội với nhờ ba cứu em chuyện này. Đi mà. Thôi xuống ăn cơm nha. Nếu mà bữa nay á bà nội không qua ăn cơm á thì em không dám gặp mẹ đâu á, em sợ lắm rồi. Yên tâm. Con à. Dạ. Bữa nay chắc bữa cơm không phải của vợ con nấu á. Mẹ ăn mẹ thấy mẹ không ngon miệng chút nào trơn. Thành, bà ăn uống rất là kỹ, cho nên sau này con cố gắng học hỏi cách nấu ăn của mẹ con để nấu cho nó ngon chút. Dạ con biết rồi ba. Con sẽ cố gắng để nấu ăn ngon giống như mẹ. Bà nội, con có mua chè, con lấy chè nào ăn tráng miệng nha. Không, thích ăn chè ở ngoài đâu, thích ăn chè của mẹ con nấu à. Bà nội, sao hôm nay con thấy nội kỳ kỳ á? Hình như nội giận vợ con hả? Giận gì mà giận, kỳ gì mà kỳ. Không giận không kỳ mới lạ. Cháu dâu gì mà hỏi gì, con không biết, con không biết. Bé ra đâu có thành thật với tôi, bây giờ mới lòi ra là giấu đầu lòi đuôi đó. Ngó gì? Dạ con xin lỗi nội, con không có cố ý. Bây giờ không có tin nữa, không có tin con chút nào hết trơn á. Tôm nè, con là cháu của bà nội, từ giờ trở đi là con có bất cứ một chuyện gì bí mật trong nhà này con phải thành thật con khai báo với bà nội nha. Dạ nhưng mà vợ con trách con nhiều chuyện đó nội. Nó trách là đúng rồi, ở đó mà ngồi đó than oan ức hả con. Thôi dẹp chuyện của tụi nó đi mẹ, bây giờ con đi vô con lấy cái chè của Đăng Thanh nó mua á. Mẹ biết không, chè của dì Hai nó bằng đường thốt nốt ngon lắm. Con khoan. À, Đăng Thanh nó đang tập đan mấy cái len. Có gì con chỉ cho nó luôn đi ha. Dạ. Hay là con chỉ cho nó nha. Thì con có nói với Đăng Thanh á là về sớm để mà học, để mà đan. Nhưng mà thôi mẹ ơi, chắc là con nó nhiều việc quá không làm được đâu. Thôi cứ để con làm luôn cho rồi. Con làm đi. Đâu có sao đâu mẹ, con là mẹ chồng của nó mà mẹ. Con đi lấy chè nha. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương, bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai mới hai bên nữa yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.